các bạn đang nghe nhạc trên kênh YouTube Hoa Đất Mừng TV. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.
Nghe nhạc trên kênh YouTube Hoa Đất Mường TV. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Oh,
Dạ vâng, kính thưa tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác trân trọng và kính mến. Trong một thời gian chờ đợi thì chiếc xe hoa bằng biển số hạnh phúc và tình yêu đã đưa tân chủ rể, anh quê và cô dâu Thu Giang đang trở về với khán phòng hạnh phúc bên gia đình trong buổi sáng hôm nay. Một lần nữa được thay lời cho những người thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Dưỡng Ân, xin được kính chuyển lời mời tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác thân tộc mình gọi. Và kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, một lần nữa được thay lời cho đại gia đình nhà trai, được đỡ lời cho hai nhân vật chính của câu chuyện tình yêu, đó là thân chủ thể anh quê và cô dâu Thu Giang, xin được kính chuyển lời mời tới toàn thể các cụ, các ông, cô dì chú bác thân tộc nội ngoại, hai họ bốn bên, bà con lối xóm thân thuộc, bạn bè thân hữu của chủ thể cô dâu, xin được trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng trở về với niềm vui, niềm hạnh phúc bên đại gia đình trong buổi sáng hôm nay, để chúng ta sẽ được chứng kiến những giây phút hạnh phúc cùng với đôi con trẻ ngày hôm nay. Và hiện nay những người làm công tác lễ tân phục vụ bên gia đình cũng đã soạn sẵn những bàn trà thân thương để hoan hôn chào đón đến sự hiện diện đủ đầy của toàn thể quý vị. Thay lời cho gia đình, được đỡ lời cho chủ thể cô dâu, trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ chọn cho mình những chỗ ngồi ổn định nhất để cùng tác hợp lên mối duyên lành cho đôi con trẻ chính thức được trở về bên nhau. Xin được trân trọng và thân ái kính gửi lời mời. Dạ vâng, kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, đúng là yêu nhau thì chẳng còn xa gần, mà cầu không tay vịn thì cũng lần mà sang, mà yêu nhau thì chẳng còn lầm than, và mấy săn cúng lội thì mấy ngàn cũng qua. Dẫu rằng thì có mưa nắng phong ba, có anh, có chị, có ta, có mình. Và hôm nay đây, đôi anh chị cũng đã vẹn chữ tình, mà đắp xây hạnh phúc thì nghĩa tình từ đây. Ông Tơ, bà Nguyệt cũng đã khéo xe dây, để may gặp chúc, để anh gặp nàng. Kính thưa quý vị thân mến, tình yêu nó thật gần gũi, giản dị nhưng thiêng liêng và cao cả, phải không quý vị? Tình yêu đó là sự hòa hợp giữa hai con tim, nó giống như sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và ngày hôm nay đây, được sự đồng ý nhất trí của đại tộc hai bên gia đình nhà trai cho phép tôi được vinh danh, đó là gia đình ông bà Lò Anh Quân, Hà Thị Thỏa, có địa chỉ tại thôn Nghìa, Ban Công, Bá Thước, Thanh Hóa. Và gia đình nhà gái cho phép tôi được vinh danh, đó là gia đình ông bà Lò Văn Nhân, Ngân Thị Tiệp, có địa chỉ tại thôn Bầm, Thành Lâm, Bá Thước, Thanh Hóa. Hai bên gia đình chính thức đã chọn vào lúc 10:30 thứ Sáu ngày 9/12/2022, tức là nhằm vào ngày 16/11 năm Nhâm Dần, là ngày lành tháng tốt để long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn cho đôi con trẻ ngày hôm nay. Và mong muốn tất cả quý vị sẽ tự nhiên nâng lên những ly nước, ly trà, những ly rượu hồng, mà hãy dang rộng vòng tay yêu thương, vỗ một tràng pháo tay thật lớn để chương trình của chúng tôi xin phép chính thức được bắt đầu.
Dạ và kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, để cho đôi con trẻ Anh Quê và Thù Giang được trở về bên nhau thì hai bên gia đình cũng đã trải qua các bước thủ tục rất là quan trọng, những phần nghi lễ cưới hỏi, nét đẹp cưới hỏi của con người Việt Nam. Đó là nghi lễ dạm ngõ, ân hỏi, xin cưới và nạp tài. Và ngày hôm nay đây, đại gia đình nhà trai của chúng tôi cũng đã trở về với tư gia của gia đình nhà gái để làm một bước thủ tục quan trọng, đó là nghi lễ xin đoán nàng dâu Thảo Hiền. Thù Giang trở về làm dâu con bên gia đình nhà trai mà đã được gia đình nhà gái chấp thuận và đã đưa cô dâu về với gia đình nhà trai. Với điều kiện, trên lúc này thì chúng ta phải để cho chủ thể cô dâu phải ngồi một chỗ ngồi rất là trang trọng, chưa thể xuống từng bàn, bắt tay từng người một. Chính vì lý do như thế, để đáp lại những công ơn trinh thành dưỡng dục của cha mẹ hai bên gia đình, đáp lại sự vun đắp của hai họ, đại tộc hai bên gia đình của tất cả quý vị đã vun đắp cho đôi con trẻ chính thức được trở về bên nhau. Ngay giây phút này đây, thì chắc phát tôi xin được trân trọng kính mời hai em. Chúng ta sẽ cùng vui lòng nở nụ cười rạng người trên môi, khởi thân đứng lên, nghiêng mình cúi chào tới toàn thể quý vị, thay cho lời cảm ơn, lời tri ân sâu sắc ngày hôm nay, trân trọng kính mời. Và xin mời hai em cúi chào tới toàn thể quý vị đi ạ. Một cái cúi chào, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng đi ạ. Trân trọng cảm ơn những tình cảm yêu thương của toàn thể quý vị rất là nhiều. Và kính thưa tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, thân tộc nội ngoại, hai họ, bốn bên, tất cả quý vị, hai bên gia đình trân trọng và kính mến. Dưới sự chứng kiến đủ đầy của toàn thể quý vị ngày hôm nay, để chúc phúc, để tác hợp lên mối duyên lành cho đôi con trẻ chính thức được trở về bên nhau. Và mong muốn rằng đôi con trẻ sẽ thực sự chèo lái con thuyền tình yêu của mình đến bên bờ thật sự là hạnh phúc. Và ngay giây phút này đây, cho phép tôi xin được trân trọng kính mời hai em, chúng ta sẽ cùng xoay về nhau để trao cho nhau chiếc kỷ vật trọng đại nhất trong cuộc đời ngày hôm nay. Đó là trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, chiếc vòng nhẫn cưới là một vòng tròn không có điểm dừng lại, mà không có điểm xuất phát cũng chẳng có điểm dừng lại, phải không quý vị? Tượng trưng cho lòng thủy chung, cho tình yêu vĩnh cửu của hai em ngày hôm nay. Và khi chiếc vòng tròn này đã được đeo vào ngón tay giáp út, minh chứng rằng tình yêu của họ mãi mãi, mãi mãi sẽ bền chặt với nhau. Kính thưa quý vị thân mến, quý vị đã được chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, khoảnh khắc yêu thương nhất cùng với đôi con trẻ ngày hôm nay. Được cảm ơn những tình cảm và yêu thương của toàn thể quý vị. Kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, hai em thân mến, ở đây chúng ta nhìn thấy có 3 tầng bánh đúng không ạ? Chúng ta sẽ cắt thành 3 lần, tượng trưng cho 3 ý nghĩa khác nhau. Cắt từ dưới lên trên đi ạ. Tầng thấp nhất đi ạ. Đó là tượng trưng cho sự chứng giám của tình yêu vĩnh cửu của hai em ngày hôm nay. Đó là sự ngọt ngào của câu chuyện tình yêu, sự kết tinh của đất trời và tạo hóa đã ban tặng cho hai em. Lần thứ hai, tầng thứ hai đi. Tầng thứ hai ạ. Đó là tượng trưng cho công ơn sinh thành dưỡng dục trời biển của cha mẹ. Mà tầng cao nhất ngày hôm nay, tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi và lòng thủy chung son sắc đời đời của con người Việt Nam chúng ta. Một lần nữa xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Tuyệt vời vậy không quý vị, đó là chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau yêu thương, cùng nhau sẻ chia. Mong muốn rằng hai em sẽ vững tay chèo để chèo lái con thuyền tình yêu của mình đến bên bờ thật sự là hạnh phúc. Quý vị đã được nhìn thấy cô dâu chú rể đang tay trong tay rót lên thác ly tình yêu của mình những giọt rượu thật sự là hạnh phúc. Rượu là biểu hiện của sự nồng cháy ái ân của tình yêu, là khát vọng của con tim. Và những giọt rượu đang chảy thì được ví như nước và mật ngọt. Nước thì để tưới cho tình yêu thêm càng tươi mát. Và mật ngọt thì để tô điểm cho hương vị cuộc sống mai sau.
Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, quý vị đã được chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc cùng với đôi con trẻ cả hôm nay. Được thay lời cho đôi con trẻ xin được gửi lời chân thành cảm ơn tới tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị đã trở về đây để cùng chung chia để tác hợp lên mối duyên lành cho hai con chính thức được trở về bên nhau. Và xin mời em chúng ta lại từ từ ngồi xuống trước bàn hạnh phúc của mình. Kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến và quay trở lại với chương trình buổi lễ thành hôn. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những quà âm nhạc để chúc mừng hạnh phúc trong buổi sáng hôm nay. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, ngay giây phút này đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời một giọng ca đến từ bên đại gia đình nhà trai của chúng ta. Đó là gia đình bởi vì cương vị là chủ nhà đúng không ạ? Xin được trân trọng kính mời, bởi vì do chưa đăng ký nên chưa biết là ai, nhưng chắc chắn rằng quê hương Ban Công thì là một cái nôi của nghệ thuật âm nhạc. Rất nhiều những giọng ca tôi cũng đã nhiều lần trở về đây. Xin mời một giọng ca của gia đình nhà trai của chúng ta đây ạ. Dạ vâng, để chúc phúc cho hai cháu trong sáng nay, em xin gửi tới quý quan viên hai họ, cô dì chú bác, một ca khúc Đám Cưới Như Mưa. Trân trọng cảm ơn em. Và trở lại những món quà âm nhạc thì cho phép tôi xin được trân trọng kính mời một giọng ca đại diện đến từ bên gia đình nhà gái sẽ góp vui với chương trình của chúng tôi ngày nay. Trân trọng kính mời. Vâng, em thay mặt cho gia đình nhà gái em xin gửi tới ca khúc Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Thank you.
Kính thưa quý vị thân mến, đúng là dòng sông thì tím ngắt hoa son, mà giọng ca lại có cả hương làng để tặng nhau. Xin được trân trọng cảm ơn món quà âm nhạc của nữ giọng ca đến từ bên gia đình nhà gái rất là nhiều. Để tiếp tục chương trình với buổi đại lễ thành hôn, cho phép tôi xin trân trọng kính chuyển lời mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ được chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, những hình ảnh trang trọng nhất, hình ảnh đáng kính, đáng quý nhất ngày hôm nay. Đó là hình ảnh song thân phụ mẫu của tân chủ rể anh quê. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ sẽ cùng vui lòng trở về với khán phòng hạnh phúc để dành những món quà yêu thương để chúc phúc cho đôi con trẻ ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị thân mến, tuy rằng những món quà nhỏ thôi quý vị ơi, nhưng thể hiện sự yêu thương đùm bọc, công ơn sinh thành dưỡng dục trời biển của cha mẹ. Và ngày hôm nay đó là ngày dấu ấn chung đôi của hai con, bố mẹ cũng muốn dành tặng những món quà ý nghĩa nhất, tuyệt vời nhất để chúc phúc cho hai con ngày hôm nay. Đây có thể nói là một hành trang trang trọng nhất để cho đôi con trẻ bước vào một cuộc sống tràn ngập tiếng cười vui, thật sự ấm no và hạnh phúc. Và được thay lời cho hai con, trân trọng cảm ơn bố mẹ rất chi là nhiều. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn đó quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị thân mến, hình ảnh của người bố người mẹ thật sự hình ảnh đáng kính, đáng quý, đáng trân trọng phải không quý vị? Và món quà tiếp theo ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời trở về sân khấu, đó là người em trai của chú rể và món quà của gia đình chú Quang. Trân trọng kính mời. Thay lời cho anh chị trân trọng cảm ơn món quà của em rất nhiều. Và xin mời chú Quang, gia đình chú Quang sẽ trở về sân khấu trao quà đấy ạ. Xin được trân trọng cảm ơn món quà của gia đình cô chú rất là nhiều. Và sau món quà này sẽ là món quà tiếp theo, đó là món quà đến từ vợ chồng gia đình anh Quang chuẩn bị. Trân trọng cảm ơn, xin mời món quà tiếp theo đi ạ. Gia đình anh Quang đấy ạ. Sau món quà của gia đình anh Quang, đó là món quà đến từ gia đình chú Quý chuẩn bị. Món quà của gia đình chú Quý ạ, chuẩn bị ạ. Xin mời anh chị trở về sân khấu trao quà đấy ạ. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình anh chị rất là nhiều. Trân trọng cảm ơn. Xin mời món quà tiếp theo đến từ gia đình chú Quý, gia đình chú Ngát sẽ trở về sân khấu trao quà. Trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn hai gia đình cô chú rất là nhiều. Sau món quà của gia đình cô chú Quý, cô chú đã Ngát, đó là món quà của gia đình cô Ngọ và món quà của bạn Dũng đến từ làng Tung chuẩn bị. Xin mời món quà của gia đình cô chú Ngọ, món quà của bạn Dũng trở về sân khấu. Trân trọng cảm ơn. Và xin được trân trọng kính mời. Món quà tiếp theo ngày hôm nay sẽ là món quà đến từ gia đình ông bà ngoại của chú rể. Trân trọng kính chuyển lời mời. Kính thưa quý vị thân mến, xin được trân trọng cảm ơn em, xin cảm ơn bà rất là nhiều. Tuy rằng tuổi đã cao, tóc đã nhuộm màu bạc, nhưng với ngày hôm nay, ngày hạnh phúc của hai cháu và cũng đã trở về đây, muốn trao tặng những món quà thật ý nghĩa nhất để chúc phúc hai cháu ngày nay. Trân trọng cảm ơn. Xin mời món quà tiếp theo chuẩn bị trở về sân khấu, đó là món quà đến từ gia đình dì Thủy, gia đình dì Trâm chuẩn bị trở về sân khấu. Trân trọng cảm ơn hai gia đình, món quà tuyệt vời chúc phúc ngày hôm nay, đó là gia đình nhà dì Thủy, gia đình nhà dì Trâm. Trân trọng cảm ơn. Món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời đến từ gia đình bà Dương. Trân trọng kính chuyển lời mời. Xin được trân trọng kính mời món quà bà mợ Hấu nữa, tiếp tục trở về sân khấu trao quà. Trân trọng kính mời. Trân trọng cảm ơn gia đình bà Dương rất là nhiều. Xin mời gia đình mợ trở về sân khấu trao quà đấy ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, theo đăng ký thì bên gia đình nhà trai của chúng ta trao quà cũng đã hết, không biết là còn ai đúng không ạ? Hết rồi đúng không ạ? Và tôi cũng nhận được bản đăng ký đến từ bên đại tộc gia đình nhà gái cũng đã trở về đây, muốn dành tặng những món quà tuyệt vời ý nghĩa nhất ngày hôm nay. Và ngay giây phút này đây, cho phép tôi xin được trân trọng kính mời, đó là song thân phụ mẫu của cô dâu ngày hôm nay,
Thu Giang sẽ cùng trở về sân khấu đó, và cùng đó với là một người em gái nữa. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ cùng em sẽ trở về sân khấu để trao quà. Trân trọng kính mời. Và món quà ngày hôm nay theo đăng ký đó là một sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cùng với một chiếc xe máy sẽ gửi tặng để chúc phúc cho đôi con trẻ ngày nay. Thay lời cho hai con, trân trọng cảm ơn những tình cảm yêu thương, công ơn chinh thành dưỡng dục trời biển của cha mẹ. Và đặc biệt hơn nữa, những món quà yêu thương nữa đến từ người em gái hôm nay. Trân trọng cảm ơn em rất là nhiều. Chúc quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Và kính thưa quý vị thân mến, thật sự những tình cảm yêu thương tuyệt vời của bố mẹ. Như chúng ta đã biết, đúng là nước biển mênh mông thì không đông đầy tình mẹ, mà mây trời lồng lộng không sánh được công cha. Thì khắp thế gian có ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Được thay lời cho đôi con trẻ, trân trọng cảm ơn bố mẹ với những phần quà rất là ý nghĩa, phần quà rất là lớn ngày hôm nay. Đây có thể nói cô dâu chủ thể của chúng ta, hai con của hai nhà sẽ có một hành trang vững vàng hơn, một nền tảng vững chắc để bước vào một cuộc sống thật sự ấm no và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn bố mẹ, cảm ơn em. Trân trọng cảm ơn bố mẹ, cảm ơn em rất là nhiều. Xin mời hai em nhà ta nhận món quà tuyệt vời ngày hôm nay, đó là sổ tiết kiệm trị giá với 50 triệu đồng ngày hôm nay đó. Trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn, xin mời bố mẹ, xin mời em trở về với bàn trà để mời trà với nước với toàn thể quý vị. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời món quà đến từ gia đình anh Tuấn và cô chú Mạnh. Trân trọng kính mời. Sau món quà của gia đình anh Tuấn và cô chú Mạnh sẽ là món quà đến từ gia đình cô chú Thuyết Quang sẽ trở về sân khấu trao quà cho. Trân trọng cảm ơn gia đình anh, gia đình cô chú rất là nhiều. Trân trọng cảm ơn hai gia đình rất là nhiều. Xin mời món quà tiếp theo đến từ gia đình cô chú Thuyết Quang, gia đình chú Thím Lon trở về sân khấu trao quà. Trân trọng kính chuyển lời mời. Sau món quà của hai gia đình Thím Lon và Thuyết Quang sẽ là món quà đến từ gia đình cậu Mợ Nga, gia đình cậu Mợ Ngân chuẩn bị trở về sân khấu. Trân trọng kính mời hai gia đình cậu Mợ trở về sân khấu chào quà. Trân trọng kính mời. Trân trọng cảm ơn hai gia đình cậu Mợ rất là nhiều. Các bạn đang nghe nhạc trên kênh YouTube Hoa Đất Mừng TV. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Chân thực trân trọng cảm ơn. Xin mời món quà tiếp theo ngày hôm nay, đó là gia đình dì Diệp, chú Kiên sẽ trở về sân khấu chào quà. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời hai món quà của dì Diệp và chú Kiên sẽ trở về sân khấu chào quà. Xin được trân trọng cảm ơn món quà của gia đình cậu Mợ Nga. Và kính thưa tới toàn thể quý vị thân mến, được thay lời cho những người thực hiện chương trình đến từ trung tâm tổ chức sự kiện Dũng Ân, xin kính chúc cho tình thông gia giữa hai bên gia đình của chúng ta sẽ mãi mãi xanh tươi, ngàn đời bền vững. Chúc cho tình yêu của hai em sẽ trăm năm tình viên mãn và bạc đầu nghĩa phu thê. Chương trình buổi đại lễ thành hôn để chúc phúc cho đôi bạn trẻ anh Quê và Thu Giang đến đây sẽ xin phép được khép lại tại đây. Và được thay lời cho gia đình nhà trai, trân trọng kính mời toàn thể quý vị đến từ gia đình nhà gái cũng như các vị khách quý về dự chương trình buổi lễ thành hôn. Chúng ta sẽ ở lại để dùng bữa cơm thân mật chung vui cùng với gia đình nhà trai của chúng tôi. Xin được trân trọng kính chuyển lời mời.